hỏi, chúng con có thể nào thỉnh sư phụ thường tới Đài Loan hoằng pháp hay không? Bởi vì Đài Loan có quá nhiều yêu ma quỷ quái. Đáp, tôi muốn thường về Trung Quốc, chứ không muốn đến Đài Loan. Hòa thượng hỏi, quý vị nói đi, viết trên bảng đen nên dùng phấn trắng hay phấn đen? Đệ tử, thư dùng phấn trắng. Vậy dùng cây phấn trắng lớn hay nhỏ mới được? Đệ tử, thư dùng cỡ vừa vừa. Còn có ai nói như vậy không? Tại sao quý vị phải dùng cỡ vừa vừa? Nói đi. Đệ tử, thư lớn quá thì dễ bị gãy, nhỏ quá thì không dễ cầm, vừa vừa mới có thể viết được. Quý vị thấy, tôi mỗi lần cầm phấn viết thì dùng cây phấn lớn hay nhỏ hay vừa vừa? Đệ tử, thư dùng phấn nhỏ. Vậy nhất định là tôi viết không đẹp rồi phải không? Đệ tử, thư không phải, chỉ là vì sư phụ muốn tiết kiệm thôi. Vậy là sao? Là nên trân quý nó, có thể dùng được thì chúng ta dùng nó, không dùng được thì mới không dùng, đừng có phung phí đồ vật.